Có lẽ nhân trong buổi gặp gỡ tối đêm nay xin được hân hạnh thay lời cho ban tổ chức chương trình kính gửi đến toàn thể quý bà con cũng như gia quyến, xin được kính chúc tất cả quý vị sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài. Kính thưa tất cả quý bà con thân mến, theo thông lệ kỳ yên hàng năm, vào đêm 19 tháng 11 âm lịch, ban tổ chức lễ hội thực hiện chương trình khai mạc lễ hội Đình Thần Phước Hòa. Và trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được vinh dự, tôn vinh và chân thành cảm ơn sự góp phần không nhỏ là sự đóng góp của anh chị em, cô bác trong và ngoài nước về dự lễ hội và ủng hộ cho đêm văn nghệ. Sự hiện diện của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương cùng ban tế tự Đình Thần Phước Hòa và bà con có tấm lòng vàng về dự đêm văn nghệ, lễ hội, đó là niềm vinh hạnh đối với ban tổ chức chúng tôi. Chúng tôi cố gắng thực hiện bằng cả tâm huyết để không phụ lòng bà con cô bác gần xa. Kính thưa quý vị, quay lại mốc giao lộ, thời gian của một năm đã trôi qua, Việt Nam chúng ta cũng như toàn cầu đã gánh chịu cơn đại dịch Covid-19, đã gây ra nhiều tổn thương mất mát lớn và chia cách chúng ta khá nhiều. Nhưng không vì lý do đó mà tất cả chúng ta đã vì sự đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Kính thưa quý vị, qua cơn đại dịch đó, dường như có lẽ tất cả chúng ta cũng sẽ nhận ra một điều rằng chúng ta sẽ sống chậm lại một chút xíu. Chúng ta dành cho người thân, gia đình, bạn bè của chúng ta nhiều sự quan tâm hơn. Trong buổi tối đêm nay, xin được kính chúc cho tất cả quý bà con mang dòng máu đỏ, da vàng đang hiện diện nơi đây. Và xin được chúc cho tất cả các bà con chúng ta cũng mang dòng máu đỏ, da vàng đang sống trên toàn cầu. Kính chúc người người nhà nhà bình an, sức khỏe dồi dào và chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành, năm mới làm ăn vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình khai mạc lễ hội Đình Thần Phước Hòa tối đêm nay, trọng quý Thanh Toàn đảm trách, âm thanh ánh sáng Lâm Dũng, Lân Sư Rồng Tân Hòa Đường, tân cổ nhạc do đôi bàn tay vàng hữu hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh đảm trách. Giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng mời chú Bảy Củi đại diện cho ban tổ chức lên phát biểu khai mạc lễ hội Đình Thần Phước Hòa. Trân trọng kính mời chú và gửi đến chú cái bắt tay chân tình và chúc cho chú lúc nào cũng sức khỏe, bình an và gia quyến luôn luôn thịnh vượng. Mời chú có đôi lời. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa cô bác, anh chị em kính mến, hôm nay ngày đại lễ cầu an của vạn dân bá tánh, cũng là ngày vía của quan lớn đại thần thuộc Đình Thần Phước Hòa, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà được ấm no và hạnh phúc. Hàng năm vào ngày 19, 20, 21 tháng 11 âm lịch, ban tổ chức Đình Thần Phước Hòa có tổ chức lễ hội truyền thống dân gian và có sự hiện diện của các anh em nam nữ nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh nhà cùng trình diễn. Tôi mong rằng các anh em trình diễn thật là hay, vui tươi, lành mạnh để không phụ lòng quý khán giả đang xem chương trình. Và tôi thay mặt ban tổ chức cảm ơn các mạnh thường quân và cô bác anh chị em trong và ngoài nước đã ủng hộ và phát tâm để cho ngày đại lễ cầu an được thành công tốt đẹp. Và cảm ơn ban nhạc Lâm Dũng và cháu Toàn, cháu Quý, cháu Dũng rất nhiệt tình để vận động để tổ chức đêm văn nghệ này rất là hoành tráng. Và tôi thay mặt ban tổ chức cảm ơn hội lão thành và ban tế tự và hội quý bà cùng toàn thể cô bác anh chị em cùng về để tham dự ngày đại lễ cầu an rất là thành công tốt đẹp. Và trước thềm năm mới, tôi thay mặt ban tổ chức kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe và làm ăn thành đạt. Cuối cùng, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm lễ hội hôm nay xin được phép bắt đầu. Thank you.